Hello cả nhà, thì dòng sản phẩm này đang là làm đình làm đám nhất thị trường Việt Nam hiện nay luôn. Tuy em ấy rất là bé nhỏ nhưng mà nó có rất là nhiều công dụng. Thứ nhất là nó làm trắng hồng da, thứ hai là điều màu da, thứ ba là cải thiện lại một làn da hoàn hảo trắng mịn như da em bé luôn. Thì thật sự thời gian qua thì có rất là nhiều người hỏi là sao dạo này Tuyền thay đổi quá. Thật ra không thay đổi gì cả, chỉ còn làn da của mình trắng hồng lên là mọi cái khuyết điểm trên gương mặt của mình nó che đi hết. Và cái thứ hai nữa Tuyền muốn nói ở đây là dòng sản phẩm mà để trị nám mụn mà nó hiệu quả nhất thì cam kết một điều với các bạn luôn, không có dòng nào trị lại nhân sâm. Và cái thứ hai nữa là Tuyền muốn gửi gắm đến tất cả những khách hàng thân thương của mình là các bạn cũng biết là thẩm mỹ viện của Tuyền là chuyên về đặc trị nám mụn tàn nhang. Và thời gian này là có rất là nhiều khách hàng bị nám nặng và đã phục hồi và đã hết rồi, cho nên là bây giờ người ta thường xuyên sử dụng nhân sâm của Tuyền. Thì với cái dòng nhân sâm này nó không có mắc, nó cũng không quá đắt và cũng không quá rẻ, giá là 439.000 một chai, nhưng mà công dụng của nó là điều trị mụn nám tàn nhang. Như vậy thì chúng ta có tiếc 439.000 để cho làn da của mình đẹp hơn không? Nhưng đối với Tuyền là cho dù 10 triệu cũng cố gắng mua, nhưng mà cái này chỉ có 439.000 thôi đó. Cho nên là tất cả những khách hàng ơi, và cũng như là hệ thống thân thương ơi, đừng quên bỏ quên em WeSkin nhé.